25g là 3 trái nè. Xong rồi mình đổ loại nguyên liệu này cách sẵn. Nếu mà làm bán là phải mua cái tủ hai cánh đó ha. Đúng rồi, nó mới lạnh nha. Đó thì mình làm cho món nuôi thì mình có thể cắt sợi ha. Rồi mở lửa nhỏ thôi, mình sẽ tập mặt lửa đi. Đúng rồi mà. Không thôi, thôi lại không có làm thơm quá, không có làm thơm quá, đợi cho bò vô. Tay đá bò ra, đá bò ra cho máy đứng vừa làm phải hai tay đá bò ra chân tay đây, đúng rồi, bán bò ra là phía tay không cần gỡ chảo gì đâu, chúng ta mình đổ lại mình nhỏ con mà làm vậy rồi mình cầm hết vô, cầm hết cho vô để đó bưng kia nổi hút tay mình sao mình thích nổi mấy cái hướng dịch vụ này rồi đảo nhanh. Rồi múc bò đây, chín rồi đó. Múc ra. Đây một cái chén hỗ trợ. À. Rồi. Cái này là nó vậy á, rồi cho rau củ vô, cho hết vô. Cho múc bò vô đi. Hết vô, đảo thấy nó vừa đúng cái. Đảo đi hả, mình cháo đảo. Đảo. Giảm nó lại. Rồi. Nồi vô. Cái khách sốt vô. Đảo đi luôn. Rồi, đảo đi luôn. Cho thấy đảo nó chín tới. Rồi. Cầm công chiên. Làm đi chút về cơ bắp nó nhất. Mình chửi tôi giờ nó chứ rồi. Lúc nào có tiêu quá. Tiêu phải khó à. Ăn có tiêu. Rồi. Rồi thôi. Rồi múc vào đây. Rồi sau đó thì mình mới bỏ vô hộp. Bóp bỏ lên.